Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị phát triển thương mại biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng dân tộc và hải đảo. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thời gian qua, đặc biệt là năm 2015, thương mại biên giới đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế đất nước. Năm 2015, tổng kim ngạch mua bán trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới ước đạt 27,56 tỷ đô la Mỹ, tăng 27% so với năm 2014. Tại hội nghị, các đại biểu cũng nhất trí cho rằng trong năm 2015, công tác phát triển thương mại biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, giảm tỷ lệ các hộ nghèo ở đồng bào dân tộc, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao dân trí. Hội nghị cũng đã trao đổi và đưa ra nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo phát triển.